Xin chào ba mẹ nhé, hôm nay Baby City quay unbox mẫu ghế Joy Mimsy Slacker. Hàng của Baby City thì luôn nhập khẩu nguyên hộp có tem phụ ba mẹ nhé. Ghế này lắp rất là dễ, hôm nay Baby City đổi mẫu trưng bày nên là quay unbox luôn để ba mẹ mua online có thể là xem và làm theo. Trong thùng chỉ có bàn này, bốn cái chân rời và cái gọi là cái thân ghế. Mình chỉ việc cắm bốn cái chân ghế vào bốn cái chân của thân ghế thôi là được ba mẹ ạ. Nó có chốt đấy ạ. Mình mở ra là mình sẽ thấy cái chốt luôn. Cứ nói là unbox cho hoành tráng nhưng thực ra thì lắp rất là đơn giản bà mẹ. Thế là xong rồi đấy ạ. Bây giờ là mình mở ra để dùng. Đấy. Ghế mở cũng rất là dễ như thế này ạ. Đấy. Thế là xong rồi đấy ạ. Một chiếc ghế rất là to rộng. Đây là ghế châu Âu chuẩn luôn cho nên là form ghế rất là rộng. Ghế này đã được thử nghiệm cho người trên 40 cân ngồi được rồi ạ. Nhưng mà tiêu chuẩn của ghế là dành cho bé từ 6 tháng đến 17 cân ba mẹ nhá. Mình dùng quá cũng vẫn được nhưng mà nó sẽ độ bền nó sẽ ảnh hưởng ạ. Về ghế của hãng Joy thì nó có rất là nhiều màu, nhiều mẫu và đặc điểm chung là bàn rất là to rộng. Em bé nhà mình mà ăn dặm sớm giai đoạn từ 3 tháng đến 7 tháng mà cần ngả hay là em bé vẫn còn chưa khéo léo ấy, thì cái bàn rộng mà rất là lợi thế. Ngoài ra thì mặc dù là ghế thiết kế rất đơn giản nhưng mà cũng có độ ngả. Độ ngả của ghế cũng khá là sâu. Em bé có thể nằm ăn bột lỏng giai đoạn đầu tập ăn đấy ạ. Ghế thiết kế đai 5 điểm rất là an toàn cho bé. Ba mẹ hoàn toàn có thể yên tâm, ghế cao bé không thể trèo ra ngoài ghế được ạ. Ghế gấp cũng rất là đơn giản, ba mẹ tháo bàn ra trước nhá. Xong đó là mình giật ở giữa lòng ghế ấy. Giật mạnh. Vậy là Baby City đã lắp và hướng dẫn sơ qua một số tính năng của ghế Joy Mimsy Slacker. Nếu ba mẹ chọn một mẫu ghế to, khỏe và giá vừa phải thì đây là mẫu tốt nhất thị trường đấy ạ. Đạt đủ tiêu chuẩn an toàn cho bé và chất liệu nhựa cũng rất là an toàn. Baby City xin chào ba mẹ và hẹn gặp lại ba mẹ trong các video sau.